Từ thuở sơ khai chỉ có bóng tối tồn tại, sau vụn hồ Big Bang từng bước bắt đầu hình thành sự sống trong không gian, thời gian và vật chất vô tận. Giờ đây với công nghệ ngày càng hiện đại, chúng ta đang chinh phục những điều bí ẩn nhất nằm ẩn sâu trong vũ trụ nhằm đi trả lời các câu hỏi mà trước đây chúng ta chưa có lời giải. Và hôm nay, Top Thú Vị mời các bạn cùng đi khám phá những kỷ lục gia của vũ trụ tính theo kích thước, từ hành tinh đến ngôi sao hay các thiên hà, xa xôi hơn nữa là những cấu trúc siêu lớn khác của vũ trụ. Chúc các bạn xem video vui vẻ, đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ Top Thú Vị các bạn nhé! Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá! Vũ trụ rộng lớn là một điều không thể phủ nhận. Nó rộng lớn tới mức đến bản thân các nhà khoa học còn không hình dung ra nó. Theo đó, vũ trụ khả kiến, tức vũ trụ có thể quan sát được là khoảng 93 tỷ năm ánh sáng, trong đó có khoảng 2.000 tỷ thiên hà. Trong mỗi thiên hà có hàng trăm tỷ ngôi sao, và trong mỗi ngôi sao có thể có các hành tinh xoay quanh nó. Còn ngoài không gian 93 tỷ năm ánh sáng, các nhà khoa học vẫn chưa thể biết được nó là cái gì. Trong công cuộc khám phá và chinh phục vũ trụ, nhân loại đã phát hiện ra rất nhiều các hành tinh, các ngôi sao hay các thiên hà và những cấu trúc kỳ lạ khác. Câu hỏi thường gây tò mò nhất với mọi người đó là trong các phát hiện đó, đâu là thứ lớn nhất? Bây giờ, hãy cùng Top Thú Vị đi tìm hiểu câu trả lời cho những kỷ lục gia của vũ trụ về kích thước mà nhân loại đã phát hiện ra tính đến thời điểm hiện tại các bạn nhé! Thứ nhất, hành tinh lớn nhất. Tính đến thời điểm hiện tại, có lẽ hành tinh lớn nhất được xác nhận đó là hành tinh GQ Lupi B, được phát hiện lần đầu vào ngày 25 tháng 6 năm 2004 bằng phương pháp chụp ảnh bởi kính viễn vọng VLT của Đài Thiên văn Paraná đặt tại Chile. Cho đến nay, các nhà khoa học cũng không biết phải làm gì với hành tinh này bởi vì nó quá lớn. Theo tính toán thì nó có bán kính tối đa gấp 6,5 lần bán kính của một tinh, hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời. Điều này có nghĩa hành tinh GQ Lupi B có bán kính tối đa là 454.000 km. Với bán kính này, nó tương đương 65% bán kính của mặt trời. Còn nếu so với trái đất, nó gấp khoảng 71 lần bán kính của trái đất. Đây quả thực là một điều không tưởng. Chính vì vậy, một tranh cãi nổi lên giữa các nhà khoa học. Một bên cho rằng GQ Lupi B là một hành tinh, còn một bên lại cho rằng nó phải là một sao lùn nâu. Và cho đến nay, tranh cãi về GQ Lupi B vẫn chưa đến hồi kết, bởi vì nó nằm ở một khoảng cách khá xa, cách trái đất 495 năm ánh sáng. Chính vì vậy, các nhà khoa học gặp rất nhiều khó khăn khi quan sát nó. Và tính đến thời điểm hiện tại, chúng ta tạm định nghĩa đây là một hành tinh có kích thước lớn nhất vũ trụ từng được quan sát. Thứ hai, ngôi sao lớn nhất. Có lẽ nhắc đến quán quân về kích thước của ngôi sao, chắc nhiều bạn sẽ đoán ra ngay đó là Uiscuti. Đây là một siêu sao khổng lồ đỏ, cách trái đất 5.100 năm ánh sáng. Qua ghi nhận, bán kính của ngôi sao được ước tính gấp khoảng 1.708 cộng trừ 192 lần bán kính mặt trời. Điều này đồng nghĩa, Uiscuti có thể có đường kính lên tới 2 tỷ 640 triệu km. Đây quả thực là một siêu sao cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đúng không các bạn? Với kích thước này, ánh sáng muốn đi một vòng xung quanh ngôi sao Uiscuti sẽ mất khoảng 7,67 giờ mới thực hiện được một vòng quanh nó. Ngoài ra, nếu bạn có một phép màu đặt ngôi sao Uiscuti thay thế cho mặt trời của chúng ta, thì bán kính của ngôi sao sẽ gần chạm đến quỹ đạo của thổ tinh. Chính vì vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Uiscuti được biết đến là ngôi sao lớn nhất vũ trụ mà con người từng phát hiện. Thứ ba, tinh vân lớn nhất. Theo định nghĩa, tinh vân là những đám bụi và khí được tập hợp lại với nhau bởi lực hấp dẫn. Một trong những tinh vân đẹp nhất trong dải ngân hà là tinh vân Lạp Hộ. Nhìn từ trái đất, tinh vân này có hình một con chim đang giang cánh. Nó có sải cánh rộng bằng 200 triệu lần trái đất. Nhưng đây không phải là tinh vân lớn nhất mà con người từng phát hiện. Vị trí quán quân của tinh vân nó thuộc về tinh vân Tarantula, nằm cách trái đất khoảng 160.000 năm ánh sáng trong đám mây Magellan lớn. Đây là một khu vực được biết đến có sự hình thành sao mạnh mẽ nhất trong vùng lân cận thiên hà của chúng ta.
Theo ước tính, tinh vân Tarantula trải dài trên một diện tích khoảng 1.800 năm ánh sáng, tức khoảng 17 triệu tỷ km. Với diện tích này, tinh vân Tarantula được biết đến là tinh vân lớn nhất tính đến thời điểm hiện tại. Thứ tư, thiên hà lớn nhất. Nhắc đến thiên hà lớn nhất, Hải Yến chắc chắn rằng nhiều bạn sẽ có ngay câu trả lời, đó là thiên hà IC1101. Bạn hãy hình dung thiên hà Milky Way của chúng ta có chiều rộng khoảng 100.000 năm ánh sáng. Nhưng nếu đem so sánh với thiên hà IC1101 thì nó quả thực rất khiêm tốn. Bởi vì theo tính toán, thiên hà IC1101 có đường kính gấp khoảng 60 lần đường kính của thiên hà Milky Way. Tức đường kính của thiên hà IC1101 xấp xỉ bằng 6 triệu năm ánh sáng. Điều này có nghĩa, ánh sáng muốn đi hết đường kính của thiên hà IC1101 sẽ mất khoảng 6 triệu năm. Bạn cứ thử hình dung xem, một giây ánh sáng đi được khoảng 300.000 km, vậy với 6 triệu năm, ánh sáng sẽ đi được một quãng đường lớn như thế nào? Nằm theo hướng tròm sao Sử Nữ, cách trái đất 1 tỷ năm ánh sáng. Với kích thước trên, đây được xác định là thiên hà lớn nhất mà con người từng phát hiện. Hải Yến cũng đã có một video khám phá riêng về thiên hà này. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, các bạn có thể vào kênh tìm kiếm video thiên hà IC1101 để khám phá thêm nhé. Thứ 5. Khoảng trống lớn nhất. Như các bạn đã biết, trong không gian vũ trụ không chỉ tồn tại các thiên hà, các đám mây, mà ở đó nó còn chứa rất nhiều những khoảng trống. Nhắc đến khoảng trống lớn nhất, chúng ta thường hay nghĩ ngay tới khoảng trống Bootes Void với đường kính được ước tính vào khoảng 330 triệu năm ánh sáng, chiếm khoảng 0,27% vũ trụ khả kiến. Đây là một khoảng trống cực lớn mà nhân loại biết tới. Nhưng thực tế, đây chưa phải là khoảng trống lớn nhất. Vào năm 2004, các nhà thiên văn học đã phát hiện ra một vùng không gian trống khổng lồ hơn. Nó được đặt tên là Super Void Eridanus. Theo một nghiên cứu năm 2015 cho thấy, khoảng trống này nó trải dài trên một khu vực 1,8 tỷ năm ánh sáng. Và với kích thước này, nó chiếm khoảng 1,85% vũ trụ khả kiến. Đây được coi là khoảng trống lớn nhất vũ trụ mà con người từng phát hiện. Thứ 6. Hố đen lớn nhất. Nhắc đến hố đen siêu lớn là chúng ta thường hình dung đến các siêu hố đen ở trung tâm các thiên hà. Nhưng siêu hố đen lớn nhất mà các nhà khoa học phát hiện ra, nó thuộc về chuẩn tinh quasar. Theo đó, siêu hố đen Thon 618 nằm trong tròm sao Lạp Quyển. Siêu hố đen này được biết đến là lớn nhất. Theo ước tính, nó có khối lượng gấp khoảng 66 tỷ lần khối lượng của mặt trời. Với khối lượng này, nó còn lớn hơn khối lượng của tổng tất cả các ngôi sao trong thiên hà Milky Way của chúng ta cộng lại. Căn cứ vào khối lượng, các nhà khoa học cho rằng siêu hố đen Thon 618 có bán kính hấp dẫn vào khoảng 1.300 đơn vị thiên văn AU và đây được coi là siêu hố đen lớn nhất mà con người từng phát hiện trong vũ trụ. Như các bạn đã biết, một đơn vị thiên văn AU được tính là khoảng cách trung bình từ trái đất đến mặt trời khoảng 150 triệu km. Với bán kính hấp dẫn 1.300 đơn vị thiên văn của Thon 618 thì nó vào khoảng 195 tỷ km. Với kích thước này, nó có thể chứa hàng chục hệ mặt trời trong siêu hố đen. Đây đúng là một con quái vật không gian thực sự đúng không các bạn? Thứ 7. Chuẩn tinh lớn nhất. Chuẩn tinh quasar là những thiên thể nhìn trông giống những ngôi sao bình thường. Đây là những thiên thể cực xa và cực sáng. Ngoại trừ các vụ nổ xảy ra trong thời gian ngắn và mạnh mẽ như siêu tân tinh hay bùng nổ tia gamma, chuẩn tinh là thiên thể sáng nhất trên vũ trụ. Các chuẩn tinh có thể kết hợp thành một cụm hoặc một nhóm lớn. Tính đến thời điểm hiện tại, nhóm chuẩn tinh lớn nhất được các nhà khoa học phát hiện đó là nhóm Hugo-LQG, hay còn được gọi với cái tên khác là U1.27. Vì ban đầu, chuẩn tinh được phát hiện ở độ dịch chuyển 1.27. Đây là một cấu trúc siêu khổng lồ. Nó có thể được kết hợp từ 73 chuẩn tinh quasar khác nhau, được phát hiện lần đầu vào năm 2013. Theo tính toán, cụm chuẩn tinh này có đường kính khoảng 4 tỷ năm ánh sáng. Đây được coi là một cụm chuẩn tinh lớn nhất mà con người từng phát hiện. Ngoài ra, nó cũng là một cụm chuẩn tinh rất xa, cách trái đất khoảng 9 tỷ năm ánh sáng. Một khoảng cách xa đến nỗi, các nhà khoa học cũng thật khó hình dung ra được. Cuối cùng, bức tường lớn nhất vũ trụ. Bức tường vũ trụ hay còn được gọi với cái tên là Great GRB Wall
Đây là cấu trúc lớn nhất được biết đến trong vũ trụ khả kiến. Về bản chất, đây là sự bùng nổ của tia gamma. Nó có thể tạo ra một bức tường vệt sáng dài với kích thước khoảng 10 tỷ năm ánh sáng. Nó được phát hiện lần đầu vào tháng 11 năm 2013. Với kích thước này, nó vượt xa kích thước của cụm chuẩn tinh Hugger-Lquy-Gi như Hải Yến đã nói ở trên. Và cho đến nay, đây là một cấu trúc đồ sộ nhất mà con người biết đến. Nó được phát hiện thông qua ánh xạ tia gamma và nó là cấu trúc đầu tiên trong vũ trụ đạt kích thước 10 tỷ năm ánh sáng. Thật là những điều thú vị phải không các bạn? Hãy comment bình luận của mình bên dưới video để chia sẻ cùng với mọi người nhé! Vậy là hôm nay, Tốt Thú Vị và các bạn đã cùng đi khám phá những kỷ lục của vũ trụ về kích thước. Chúc các bạn xem video vui vẻ! Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Tốt Thú Vị đi khám phá những bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!